Bụi nè giờ xin giới thiệu với các bạn mẫu dây da cá sấu khâu tay thủ công. Các bạn lưu ý là shop mình chỉ bán hàng dây da thủ công này, khâu đường chỉ rất tỉ mỉ. Và dây cá sấu của bên mình là dây cá sấu vân đốt tre, có nghĩa là làm từ da bụng của cá sấu, không bán dây cá sấu vân tạp các bạn nhé. Vì dây cá sấu vân đốt tre là dây phần dây da đẳng cấp nhất trong các loại dây da cá sấu. Shop mình hiện tại đang có 4 màu dây cá sấu đốt tre: màu đen chỉ trắng, màu đen chỉ đen, màu đỏ gụ và màu nâu. Thì các bạn có thể thấy đây là dây màu nâu này, lên đồng hồ cực kỳ đẹp và sang nhé các bạn nhé. Dây của bên mình thì có 4 size 18, 20, 22 và 24. Các bạn có thể xem hướng dẫn đo size phù hợp với đồng hồ của mình ở trên mô tả của sản phẩm nhé. Ngoài ra thì shop tặng kèm các bạn một bộ tháo chốt để các bạn có thể tự tháo lắp ở nhà. Dây đồng hồ của bên mình đã có sẵn chốt và khóa đồng hồ các bạn nhé.